Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Hôm nay mình nhân tiện mình tưới phân cho hai cái chậu hồ điệp khủng long mà mình có chia sẻ với các bạn cách trồng đó. Thì hôm nay mình tưới phân rồi mình chia sẻ luôn, tại vì hôm bữa mình làm video mình có nói với các bạn là mình mỗi lần tưới phân là mình đều là quay lại video để chia sẻ cho các bạn, để cho những bạn đăng ký kênh của mình á, các bạn có thể theo dõi được hai cái chậu hồ điệp khủng long của mình nó lớn như thế nào và cách mình chăm sóc như thế nào và cách nó ra hoa như thế nào. Đó, các bạn thấy không? Lá ngọn nó đi rất là khỏe luôn. Các bạn thấy cái chậu này hôm bữa mình làm video trước là nó chưa có lá ngọn luôn nha các bạn. Đó, bạn nào mà đăng ký kênh của mình thì coi video trước rồi sẽ biết cái chậu này lúc đó là chưa có nhú lá ngọn, nhưng hôm nay đã nhú lá ngọn rồi. Còn cái chậu mình trồng bán thủy canh này thì hôm đó lá ngọn mới bắt đầu nhú mà hôm nay nó đã đi được nhiêu đây rồi nè các bạn nè, đó. Và rễ thì bây giờ là đặc biệt là rất là khỏe rồi nha. Đó. Rễ nó ở trong chậu bán thủy canh á, thì mình ít thấy được cái bộ rễ của nó, không quan sát. Mình không quan sát được bằng ở ngoài. Bạn thấy chậu này không? Nhìn rễ ham lắm các bạn. Các bạn thấy đầu rễ phân nhánh không? Đó. Mình tưới phân kích rễ, khi nào mình tưới mình cũng chia sẻ video, mình cũng đều làm video hết các bạn. Tại vì các bạn biết sao, mình chăm rất là nhiều lan chứ không phải một hai loại lan, cho nên mỗi lần mà mình làm video là mình tưới phân là mình làm video cho mình đăng lên cho mọi người cùng tham khảo á. Đây này các bạn này, cái chậu này này, các bạn thấy rễ không ạ? Cái này là mình mới trồng thôi nha, trồng sau đây thôi. Hôm mình trồng là mình cũng làm video, mình không làm video nhưng mình có chụp đăng lên á. Còn khi kích rễ là mình cũng làm video. Các bạn thấy rễ không ạ? Đây là hai chậu. Và hai chậu này video trước là chưa có lá ngọn nha các bạn đó. Và bây giờ hai chậu này đã lên lá ngọn. Khi cây lan các bạn trồng mà nó ra lá ngọn, điều đó chứng tỏ là cây đang phát triển rất là tốt nha mọi người. Đó. Mọi người thấy bộ rễ không? Và đây là mình trồng cho các bạn xem. Cây đột biến mà mình cũng có thể, ý là lá phát tài thôi, mình nói nổ quá. Cây lá phát tài mà mình vẫn có thể trồng bằng than được. Đó. Lá phát tài mà mình cũng có thể trồng bằng than mà nó phát triển rất là tốt, để cho các bạn có thể trồng bằng than, các bạn có thể yên tâm trồng bằng than nhé. Nhưng mà than các bạn nên xử lý nhé, các bạn ngâm, có thể ngâm bằng bencona hoặc nước vôi, hoặc các bạn ngâm nước không cũng được, nhưng nếu ngâm nước không thì tốt nhất các bạn nên ngâm 3-4 ngày nhé. Một ngày các bạn thay nước một lần, ngâm than thì một ngày các bạn thay nước một lần, để cho cái độ mặn nó thải ra các bạn. Khi chúng ta trồng lan vào thì các bạn thấy không, rễ ra cái là bám vô than luôn đó. Rồi để không làm mất thời gian của mọi người nữa, không dài dòng nữa, bây giờ hôm nay mình sẽ tưới. Hôm nay mình tưới vì để cho vừa tưới phân và vừa kích rễ đó, cho nên là hôm nay mình tưới là Atonic 4 giọt. Mình pha Atonic 4 giọt trong 1 lít nước nha. Công thức này mình chia sẻ trong 1 lít nước nha các bạn. Và các bạn biết sao không? Hôm nay mình sẽ tưới là super siêu kali nha các bạn. Các bạn biết tại sao hôm nay mình tưới cái này không? Cái này ngoài kích thích ra hoa, nhưng mà hôm nay mình không phải là kích hoa, mà các bạn biết mình tưới thế này là tác dụng gì không? Để cho bộ lá nó cứng, vì khi mùa mưa tới rồi, mình tưới cái này là bộ lá nó rất cứng, mà có kali á là nó sẽ, nói chung là nó sẽ phân giải cái lượng phân tốt hơn. Mình nói chung là mình nói không được hay lắm, nhưng mà các bạn cứ hiểu là cái lượng phân khi mà rễ nó ăn vào á thì nó phải dẫn lên trên lá. Thì hôm nay mình tưới phân này để khi chúng ta mấy lần sau á, cứ nói chung một tuần hoặc một tuần thì các bạn nên tưới phân một lần, còn một tháng thì các bạn nên tưới super siêu kali một lần nè. Đó, thì khi chúng ta tưới kali vào á thì nó sẽ dẫn, thuộc dạng nó dẫn điện lên trên lá này này các bạn này. Lá dẫn nước, dẫn ấy, mình tưới vậy cho nên lá của lan của mình rất là cứng luôn các bạn. Mặc dù đó, các bạn thấy không, mặc dù lá những cây mới trồng nhưng mà lá rất là cứng nhá. Đó. Hoặc là các bạn có thể tưới
tưới mà tưới manhê á các bạn. Các bạn có thể tưới manhê cũng được, manhê nó cũng làm lá cứng, đỉnh lá mở. Và nói chung mình cũng có chia sẻ video là tưới manhê rồi đó các bạn. Đó, các bạn thấy không? Cái đầu lá mở rất là khỏe, nhưng lá hồ điệp rất là cứng rễ khỏe nha. Khi mà lá khỏe, lá cứng thì cây sẽ đỡ bị thối nhũn hơn nha các bạn, chống chọi qua mùa mưa rất là tốt. Rồi cái này hôm nay mình pha 1 gam. Mình pha 1 gam nha, 1 gam 1 lít nước và 4 giọt. Atonic thì mình chỉ pha 4 giọt thôi. Atonic bây giờ cây đẹp rồi thì 2 tuần mình mới tưới một lần nha. Bây giờ nói chung là bây giờ là 1 tuần mình mới tưới phân một lần, nhưng mình sẽ xen kẽ nhau. Ví dụ tuần này mình tưới Atonic rồi thì tuần sau mình sẽ tưới B1 nha các bạn. Và tuần này mình đã tưới siêu, tuần này mình đã tưới kali rồi thì tuần sau mình sẽ tưới bắt đầu NPK. NPK trong giai đoạn này thì các bạn nên tưới 20 đều nhé. Cái này là cái chai lớn 55 mắc, mình mua cái này ít cho nó rẻ này. Cái này thì 100.000, có nhiêu đây thì 100.000 đó các bạn, chứ không phải một bình đầy đâu. Nhãn hiệu này là nhãn hiệu Gromore. Hoặc các bạn có thể tưới đây 15 30 15. Các bạn biết sao không? Tức là lượng đạm nó thấp thôi, lân và kali cao lên để giúp bộ lá khỏe, rễ khỏe. Chứ đạm nhiều là mùa mưa nó sẽ dễ bị thối nhũn đó các bạn. Đạm nhiều lá nó xanh, lá nó xanh và nó non quá thì khi mà nước mưa, không phải nước mưa đọng lại mà nó bị thối nhũn nha các bạn. Các bạn biết sao mà nó bị thối nhũn không? Khi mà độ ẩm của mưa nhiều, độ ẩm nó xuống thấp á thì nó hay bị nhiễm khuẩn. Nó nhiễm khuẩn thì những cái con, nói chung là nó hay bị nhiễm khuẩn thì những cái lá mỏng, lá mềm mà lá yếu quá là nó sẽ bị nhiễm khuẩn và nó sẽ bị thối nhũn đó các bạn. Mình chia sẻ thì theo cái cách thật lòng của mình, nói không khéo mong các bạn thông cảm nhé. Rồi để không làm mất thời gian của mọi người thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người, mình sẽ tưới phân nha. Mình đã pha sẵn rồi. Và mình trước khi tưới phân thì các bạn nên xả sơ qua nước nhé, để cho nước ráo rồi các bạn mới tưới phân. Và mình đã xả sơ qua rồi, để 20 phút rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu tưới nè. Tưới phân thì tưới đẫm từ gốc tới ngọn nha các bạn. Quan trọng nhất là bộ rễ nha các bạn. Phân bón lá nhưng mà phải tưới đẫm bộ rễ nha các bạn. Rễ nó sẽ lấy lượng phân đó nó đưa lên lá nha. Rồi bây giờ mình đã tưới xong rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã coi video nha. Chúc mọi người trồng được nhiều những chậu lan đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.